300 m bên ngoài, nhìn từ phía bên ngoài nó gồm những lốc nhà 5 tầng nối tiếp nhau như ta thấy. Và số lượng căn hộ ở đây thì lên đến hơn 3.000 căn, có 1 tầng trệt và 4 tầng trên lầu. Diện tích của căn tầng trệt là 60 m² và diện tích của những căn trên lầu là 30 m². Tổng số căn hộ thì hơn 3.000 căn. Nó là khu chung cư có nhiều căn hộ nhất ở Bình Dương. Và khu chung cư này thì nó có hai giai đoạn. Đó là giai đoạn 1 thì khu là khu nhà ở của người dân. Giai đoạn 2 là ký túc xá sinh viên của Đại học Quốc tế Miền Đông. Và giai đoạn 3 thì sẽ là nhà ở của người dân. Và ở đây nó tọa lạc tại phường Định Hòa của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và những cái khu ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì sẽ có thang máy, trong khi đó ở giai đoạn 1 thì không có thang máy. Và giá căn hộ thì nó rất rẻ, nó dao động chỉ từ 180 triệu ở thời điểm hiện tại.